Hello tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý lỗi kết nối trong mạng LAN giữa hai PC, là PC 1 và PC 2. Và PC 1 cái PC 1 này nó chạy Win 10 RAW. Đây là PC 1 nha các bạn. PC thứ nhất, PC 1 chạy Windows 10 Pro. Giờ mình vô mình kiểm tra cái PC thứ hai. Đây là PC thứ hai. Nó chạy là Windows 10 Pro luôn nha các bạn. Hai bản đều chạy bản Windows 10 Pro. Thì bây giờ mình vào cái PC thứ nhất, mình kết nối qua PC thứ hai. Vào run sysadmin PC 2 nha các bạn. Khi mình kết nối tới PC thứ hai thì nó sẽ báo cái lỗi you do not have permission to access. Giờ mình sẽ giải quyết cái lỗi này nha các bạn. Lỗi truy cập. Để giải quyết cái lỗi này mình vào PC số 2 nha. Mình sẽ chỉnh trên PC số 2. Tại PC số 2 mình sẽ vào cái biểu tượng network, vào property, mình chọn change advanced sharing setting. Bạn thấy cái dòng là turn off password protect sharing, bạn off nha, đang on bạn off để bạn bỏ chức năng kiểm tra password. Tiếp theo là bạn vào cái my computer, bạn vào ổ đĩa các bạn cần share. Ở đây mình share OS. Vào property, vào tab sharing, bạn kiểm tra OS mình đã share rồi nha các bạn. Ở đây OS mình đã share rồi, bạn vào cái tab security. Trong phần security á, các bạn vào edit, tiếp tục các bạn vào add thêm user nha các bạn, advanced file now, bạn thấy có một cái nút file now á, nhấn vào file now để mình tìm cho nó nhanh. Ở danh sách kết quả tìm kiếm các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái user everyone nha các bạn, nhớ nha, mình tìm cái user everyone để mình add vào cái danh sách user. User everyone, bạn vào file now rồi bạn tìm user everyone. Sau khi tìm xong mình ok luôn nha các bạn. Mục đích của mình là mình tìm cái user everyone để mình thêm vào cái danh sách user. Ở phần permission for everyone các bạn chọn full control nha. Ok, như vậy là mình đã thêm cái user everyone vào trong danh sách user. Giờ mình vào cái máy số 1, mình connect lại máy số 2 nha các bạn. Ok, vậy là nó đã vào máy số 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.